Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Uzi Auto. Và thưa quý vị các bạn, bây giờ trong một ngày trời nắng đẹp như thế này, em sẽ giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mà ai cũng mơ ước, mà với giá thì cực kỳ tuyệt vời. Vâng, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản và nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản luôn, Honda CR-V. Vâng, sản xuất năm 2010. Một chiếc xe đăng ký lần đầu năm 2011, màu trắng rất là đẹp luôn. Và thưa quý vị các bạn, đây chính là màu trắng của chiếc xe. Con này màu trắng không phải là trắng ngà, không phải là trắng sữa, mà là trắng ca may. Một màu rất là đẹp luôn, trắng nổi bật luôn. Và thưa quý vị các bạn, với cái giá này chỉ có 405 triệu đồng, đây là một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, cực kỳ rẻ, sử dụng máy xăng 2.0, cực kỳ khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu. Và với số tự động thì lại càng dễ dàng sử dụng. Vâng, con này bản full nhá, vô lăng gương kính chỉnh điện, full cửa nóc, điều hòa auto, gương kính, rồi tất cả các chức năng tuyệt vời, xi nhan kết hợp trên tay gương. Và bây giờ với giá 405 triệu đồng, em sẽ đi chi tiết chiếc xe này để cho mọi người biết rằng tại sao nó lại có cái giá như thế. Vâng, một chiếc xe rất là rẻ lại còn chất nữa. Vâng, bây giờ em đi chi tiết về. Uzi Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Uzi Auto. Và thưa quý vị các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay, em Uzi Auto sẽ đi giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn một chiếc Honda CR-V nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010, đăng bánh lần đầu năm 2011. Một chiếc xe khá là đẹp, sử dụng 4 lốp vành 17, lốp 225, tỷ lệ 65, vành la răng 7 chấu của hãng Honda. Và đặc biệt sử dụng 4 phanh đĩa trên cả 4 bánh, kết hợp phanh ABS an toàn. Vâng, một chiếc xe màu trắng ca may khá là ổn luôn. Và thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn là đầu tiên em sẽ giới thiệu chi tiết từng phần để mọi người cùng xem bầu đèn. Vâng, với cái giá 405 triệu đồng thì đương nhiên nó cũng có tiền nào của đấy nhá quý vị nhá. Bầu đèn này, bầu đèn cực kỳ sáng bóng luôn. Và đèn bi xê lông, mọi người nhìn này, đèn bi xê lông thì độ sáng của nó thì không có gì phải nghĩ ngợi rồi, cực kỳ đẹp luôn. 2010, chiếc xe này mang đầu bi xê lông đời đầu luôn. Logo Honda nổi bật, và thưa quý vị các bạn là logo thì cũng đã cũ theo thời gian rồi, mất hết lớp mạ rồi. Đấy. Còn giải mặt tản nhiệt của chiếc xe thì cũng tương đối khá là ổn. Cái hốc gió thì có hai cái nẹp chrome thanh thẳng, rất là sáng bóng luôn. Logo nổi bật, và đầu đèn bên này thì cũng hơi cũ theo thời gian, cũng có phần chầy xước. Vâng. Bầu đèn cũng tương đối khá là bóng. Và thưa quý vị các bạn là những cái bộ đèn bi xê lông này thì đi buổi đêm thì cực kỳ là sáng bóng luôn. Vâng, đèn gầm tương đối khá là ổn. Đó. Đấy mọi người nhìn nhá, lốp của chiếc xe thì sử dụng là lốp đen. Vâng, vành la răng 17, lốp 225, tỷ lệ 65. Và lốp thì tương đối khá là mới, còn vẫn còn nguyên ta lông. Con này thì dùng lốp Delite. Vâng. Và phanh đĩa mọi người có thể nhìn là đĩa phanh cũng tương đối khá là ngon. Vâng, đĩa phanh không có chảy xước gì cả. Xe thì cũng tương đối khá là đi ít luôn. Vâng, đấy, cua lốp này mọi người nhìn này, cua lốp nhá, đẹp luôn. Và phần giảm xóc thì vẫn còn cái bọc. Vâng, nói chung là như thế này thì ai hiểu thì biết rằng là chất lượng như thế nào. Con này thì không có phần để chân như các cái dòng SUV bình thường. Vâng, con này là dòng CUV. Vâng, một chiếc xe dòng tầm gầm thấp nhé quý vị nhé, không phải dòng cao như hàng Fortune. Còn xi nhan kết hợp trên tay gương và gương kính cụp xòe, gương chiếu hậu của con xe này cũng tương đối khá là to. Đó, gương chiếu hậu khá là to luôn. Và tay nắm cửa thì không được mạ chrome mà đồng màu trắng ca may với chiếc xe. Vâng, con này là sơn lại rồi quý vị nhé, sơn lại xe rồi, nên là mọi người thực sự là không phải nghĩ ngợi gì luôn về việc sơn. Vâng, kính zin luôn này, kính Honda zin từng chút một luôn. Đó, kính zin luôn. Và thưa quý vị các bạn, đây, các cái phần nẹp của chiếc xe là đẹp đẹp luôn. Và cửa nóc này, bản full cửa nóc, hai cái giá để đồ chằng đồ. Vâng, rất là đẹp. Đó, nói chung là em có sao bảo vậy, em mọi người không phải nghĩ ngợi gì luôn.
Riêng phần cột kèo em mở luôn cho mọi người con xe này để mọi người thực sự là không phải nghĩ ngợi. Vâng, chất lượng xe thì bên em lúc nào cũng đảm bảo những cái phần này cho mọi người. Đó, mọi người nhìn này, đinh ốc hàn còn nguyên căng luôn. Đấy, các cái phần mà dễ bị lỗi nhất khi mà đâm đụng va chạm là đây, nhưng mà không có một chút nào luôn. Đấy, em lại đại lại. Nói chung là tiền nào của đấy, nhưng con xe này là ổn đấy ạ. Vâng, đây mọi người nhìn này, các cái dấu vết của sơn này, sơn lại này. Nhưng mà thưa quý vị các bạn, 2010 mà không sơn lại thì đúng là nó sẽ xỉn theo thời gian, nên là chả có tội gì không sơn. Vâng, còn đây, nẹp này, mọi người nhìn này, phần gioăng cao su cũng như phần chống ồn khá là ổn. Keo chỉ của cánh này thì nói chung là cũng tương đối khá là cũ, chỗ này thì mất một chút rồi, nhưng không sao, chuyện bình thường. Vâng, với cái giá quá tuyệt vời thì không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Cửa kính thì đóng mở êm khít và em cắm chìa khóa vào cái. Vâng, cửa kính đóng mở êm khít vào đây thì cửa kính đóng mở một chạm luôn, chỉ bằng một nút ấn. Và thưa quý vị các bạn, là cửa kính đã được dán phim cách nhiệt rồi. Vâng, hoạt động hoàn toàn bình thường. Phần tappi bằng nhựa ở đây thì rất là sạch sẽ, vẫn còn độ lì. Và chỗ phần nẹp này bằng nhôm nguyên khối luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, phần để tì tay này rất là mềm, chắc, da ngon luôn. Và chiếc xe này sử dụng tay nắm cửa thì là phong cách thể thao, nên là cầm rất là sung sướng và phong cách. Đấy, phần tappi dưới này cũng tương đối khá là sạch sẽ và công năng để đồ thì tuyệt vời. Đấy, con này thì sử dụng loa của Honda, nói chung là âm thanh cũng tương đối khá là được và form dáng được. Và tiếp theo đây mọi người có thể nhìn cùng em là các cái phần nẹp này. Đó, phần nẹp đẹp luôn. Đấy, các cái con ốc này, đấy, đã được sơn, đấy, sơn lại luôn. À, nói chung là xe sơn lại để cho nó đảm bảo về phần mỹ quan, nên là mọi người không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đấy, cửa thì đóng mở êm khít nhá, cửa đóng mở thẳng căng êm khít luôn. Đấy, mọi người cùng nhìn ạ. Vâng, phần cánh sau thì quý vị các bạn có thể nhìn là phần cánh sau đây thì cũng là chế độ một cửa một chạm thôi. Vâng, rất là êm. À vâng, xin lỗi quý vị là cửa ấn đó, đã được dán phim cách nhiệt rồi. Vâng, và trên phần gioăng cao su mọi người nhìn này, gioăng cao su chưa rách luôn. Keo chỉ ở các cái cánh này thì không cần phải nghĩ ngợi, keo chỉ tương đối khá là đẹp. Vâng, và tappi sạch sẽ, phần da mềm êm, tay nắm chắc, cửa đóng mở thì êm khít. Đấy, không gian hai ghế đằng trước đằng sau cũng rất là rộng rãi, và con này thì được bố trí hai màn hình ở đằng sau ghế luôn nhá, rất là tiện lợi luôn. Đó, đấy mọi người có thể nhìn là hai màn hình ghế rất là hiện đại ạ. Vâng, và bây giờ thì lốp đằng này này, lốp này thì vẫn còn nguyên ta lông, và nói chung là lốp láp vẫn còn đẹp, đi thoải mái luôn. Phần cua lốp này mọi người nhìn là cua lốp này rồi, đấy, phanh đĩa thì còn ngon luôn, mà vành la răng 7 chấu theo hãng Honda, cái này giống cái dòng Honda Civic, Honda Accord. Vâng, cũng là dòng SUV. Vâng, con này thì xưa lốp xuyên sử dụng cho dòng SUV luôn. Đấy, lốp mới nhá mọi người nhá. Và đặc biệt là phần đèn, phần đèn sườn đây mọi người nhìn, đèn hậu này rất là đẹp luôn. Sử dụng các cái giải là bóng nhưng mà không phải là LED. Đời đấy thì vẫn còn dù sử dụng bóng sợi tóc nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, sáng bóng luôn. Đó, cửa đằng sau thì khít luôn, và cái sơn cầm trắng ca may thì rất là đẹp luôn quý vị ạ. Vâng, trắng rất là đẹp. Con này là CRV bản RA luôn. Vâng, đấy, mọi người nhìn này, cửa nẻo này, rồi các cái mép rất là đều, và đặc biệt là phần đèn thì không phải nghĩ luôn. Đuôi vây của chiếc xe này, đấy, khá là tuyệt vời. Đây mọi người nhìn ngang này, nhìn ngang này, đấy, đuôi vây rất là đẹp luôn. Vâng, và con này thì gắn ba cảm biến xe để phòng lùi, cũng như là camera lùi cho chiếc xe để đảm bảo an toàn khi mà mình đi lại. Con này thì mở cốp ở dưới này nhá quý vị nhá, mở cốp móc dưới này luôn. Vâng, wow, không gian rộng rãi luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, không gian ở phía đằng sau thì cực kỳ rộng rãi. Phần sườn đèn mọi người cùng em nhìn này, chưa có dấu hiệu gì đâm va cũng như sửa chữa luôn. Đấy, sườn đèn cũng khá là ổn, ốc ác thì han theo thời gian rồi. Còn các cái phần ốc trên bản lề này, đấy, mọi người có sao nhìn vậy nhá. Một chiếc xe rất là đẹp, rất là rẻ, chỉ có 405 triệu đồng thôi. Vâng, không mua nhanh thì còn mua cái gì nữa. Keo chỉ à, mọi người cùng nhìn ạ, keo chỉ tương đối khá là ổn. Đoạn này thì mất một chút rồi. Úi dồi ôi, cái này là chắc là lùi.
Cái này là chủ nhân cũ là lùi rồi, nên là mất khá khá đoạn ở đây. Đấy, lùi xong thì bị dính thôi, không vấn đề gì, chuyện bình thường. Còn đâu keo chỉ chỗ này thì tương đối khá là ổn. Nói chung là bị dính ở đoạn đằng sau do là lùi, không để ý. Đương nhiên nhiều lúc là đưa chị em, có thể là các chị em hoặc là anh em mà không chú ý là sẽ hay bị cái đấy bình thường ạ. Vâng, còn phần cốp đằng sau mọi người nhìn rất là rộng rãi. Vâng, tấm lót sàn rộng rãi này, thoải mái này. Đấy, lốp này, lốp sơ cua to luôn và đầy đủ đồ nghề. Đấy, con này thì chuyên chở đồ rồi nên là công năng thì thoải mái. Và ba hàng ghế đằng sau này mọi người rất là rộng rãi, cũng như là hai hàng ghế trước. Một chiếc xe đăng ký 5 chỗ ngồi nhá quý vị nhá, form dáng ở SUV 5 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi thoải mái. Đấy, cửa đóng mở êm khít luôn này mọi người này, cửa đóng mở êm khít. Lốp bên này thì cũng tương đối khá là mới, cũng là lốp SUV, lốp vành 17, lốp 225, tỷ lệ 65, vành la răng 7 chấu, phanh đĩa kết hợp phanh ABS an toàn, chế độ cân bằng tự động EPS. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây, cửa đóng mở êm khít này. Tay nắm cửa thì có một cái đặc điểm là không mạ chrome, chứ con này mạ chrome thì nói thật quý vị là cực đẹp luôn. Vâng, còn các cái phần kính này, kính thì mọi người nhìn nhá, cũng tương đối khá là ổn, ok. Đây, cánh bên này anh thấy, cánh bên này mọi người nhìn này, rất là đẹp luôn. Chỉ trước các thứ là ổn này. Cửa kính đóng mở là êm khít này. Con này chống thì hơi kém rồi nên là nó đang bị co. Thế còn tay nắm này, tay nắm thì chắc chắn này. Phần này kim loại thì lì luôn. Vâng. Đấy. Nói chung là tappy này. Đấy, keo chỉ chỗ này thì không mất một chút nào luôn. Keo chỉ ổn, đó. Và gioăng cao su, mọi người nhìn nhá. Gioăng cao su tương đối khá là đẹp. Cái này phần chống nét, lấy nét đang có vấn đề. Nên đấy, nó cái kiểu gần quá lấy nét nó hơi khó mọi người. Đấy, gioăng cao su này mọi người nhìn nét căng luôn nhá. Vâng, đấy. Bản lề này. Đấy, bản lề ok luôn. Đấy mọi người nhìn này, ốc áp chuẩn chỉ luôn. Đó. Bản lề ngon. Và lại tiếp tục da. Thưa quý vị các bạn, ghế da của chiếc xe là ghế da zin nhá. Ghế da zin, nhưng cái hàng Honda này da nó rất là mềm, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó không sử dụng cái da mà có lỗ thoáng khí, nên là ngồi cái này thì nó cũng cảm giác nó sẽ bị nóng lưng. Còn đâu thì cột kèo thì không phải nghĩ rồi, chiếc xe này không có đâm va, cột kèo không bị xoắn xoắn vạn vẹo. Đấy, mọi người cứ thực sự là yên tâm. Còn cái phần giá đồ này. Đấy, cửa đóng mở rất nhẹ nhàng và êm khít luôn. Đấy, bên trên cánh này cũng thế ạ. Vâng. Xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cục xòe. Tí nữa em sẽ vào trong xe. Nói thật quý vị các bạn, đây là ở chỗ mát đấy. Em quay ở phim trường cũng rất là mát, chứ còn ra đằng kia nắng kinh khủng luôn. Đấy. Đây mọi người nhìn này, các cái con ốc này. Các cái ốc này, ốc bản lề này. Đấy. Mọi người nhìn kỹ chi tiết nào. Đấy, những ai cần cái chi tiết nào thì cứ alo ngay cho em. Em sẽ có chi tiết về chiếc xe này cho mọi người. Vâng, đấy. Ghế này. Da rất là mềm, êm, chắc, nhưng mà thiếu mỗi lỗ thoáng khí thôi, ngồi lâu sẽ nóng lưng. Đấy, còn đâu là các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, con này bản đủ nhá quý vị nhá. Cửa nóc này, bản đủ cửa nóc luôn. Đấy. Hộp để đồ táp lô thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, táp lô rất sạch sẽ. Ở phần khay để đồ thì cực kỳ rộng rãi, thoải mái nhiều luôn. Đấy. Và đây, bản lề này. Bản lề này. Đấy, mọi người nhìn nhé. Phần cánh cửa bên này thì cũng nút ấn và đã kính thì đã được dán phim cách nhiệt. Kính zin luôn. Đấy, kính zin luôn đấy quý vị nhá. Của hãng luôn. Tappy sạch sẽ. Phần da cũng khá là mềm, êm. Rồi nút chạm bằng một nút thôi. Tay nắm thì vẫn còn mới. Tappy sạch. Đấy. Keo chỉ thì không vấn đề gì rồi. Và bây giờ thì nói chung là thưa quý vị các bạn, ta phải vào trong thôi. Ngồi ngoài rất là nóng. Thời tiết này mua được một chiếc xe như thế này mà về chở đi cả gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Rộng rãi ở đằng sau, không gian thoải mái ở đằng trước. Đấy, một chiếc xe 5 chỗ ngồi cực kỳ là tuyệt vời. Chả tội gì không mua. À, trước tiên em lại tiếp tục đây. Bánh này, lốp bên này cũng tương đối khá là mới. Nói chung là các cái con lốp này thì cũng rất là đều, đẹp. Và em đang đi tìm xem là năm sản xuất của cái lốp này là bao nhiêu. Vâng. Cái này nhiều lúc là lốp nó hay bị bé. À, 2015 rồi. Vâng, 2015 quý vị ạ. Lốp tương đối khá là ổn.
và cua lốp này, mọi người nhìn này, cua lốp này, đấy, lò xo này, giảm chấn này, đấy, cua lốp khá là đẹp luôn. Vâng, màu đèn đẹp, nói chung là một chiếc xe quá tuyệt vời. Và con này thì hạn đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2021 nhé mọi người nhá, tháng 3 năm 2021. Rồi, đấy. Bây giờ thì ta mở luôn buổi mát phết, mở luôn nghe ô con này này. Đây mọi người nhá, bình xăng thì lại là mở đây. Thế còn nắp cabo thì ta đã đi tìm. Đây thưa quý vị các bạn, lắp cabo lại mở trong này. Đấy, mở rồi. Vâng thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe. Ui, phải nói là cực kỳ sạch sẽ và giữ gìn như này là quá là ok rồi. Đầu tiên là ta nhìn đến phần nắp cabo. Nắp cabo thì keo chỉ khá là loằng ngoằng, như chỗ này thì không vấn đề gì. Đó, chỗ này thì có va chạm một chút rồi. Đó, còn các cái phần nẹp ở đây thì không vấn đề gì luôn. Các cái phần nẹp thì còn nguyên zin luôn. Đấy, bên này thì keo chỉ cũng khá là lôm nhôm. Vâng. Không phải là lôm nhôm đối với em thôi, chứ mọi người đến xem xe đảm bảo mọi người không phải nghĩ luôn. Những cái chỗ này là sơn lại rồi. Vâng, nói chung là sơn lại cả xe do cái màu trắng ấy, nên là mọi người cũng không phải nghĩ ngợi gì đâu. Màu đèn này, màu đèn thì không có vấn đề gì, đèn vẫn còn ngon, máy chạy khá là êm. Đèn bên này mới hơn đèn bên kia. Vâng. Wow, Honda, logo Honda nổi bật luôn. Và máy thì chạy khá là êm, máy 2.0 nha mọi người nhá. Máy 2.0 chạy khá là êm chắc. Ở đây là em đang chạy điều hòa đấy, chứ nếu mà bỏ điều hòa ra đảm bảo quý vị các bạn còn nghe cực êm luôn. Tí nữa bỏ điều hòa. Đây, cụm phanh ABS an toàn của chiếc xe này, nhìn phát thấy ngay này. Wow, được. Vâng. Các cái phần trụ đỡ của bệ máy này nét căng luôn. Ốc áp thì cũng tương đối khá là ok. Và con này thì đảm bảo cho quý vị các bạn là không có hơi thừa. Máy chạy rất là chất luôn. Vâng, máy chạy khá là chất. Đây, còn ắc quy thì cũng tương đối khá là mới. Ắc quy con này là Atlas. Đấy, máy chạy êm phết. Vâng. Rồi giờ thì em đi tắt điều hòa, nghe xem máy nó có chạy êm hơn tí nào không. Đấy, tắt điều hòa rồi. Wow, nói thật với quý vị các bạn, như gần như là không nghe tiếng máy luôn ạ. Vâng, máy cực êm luôn, nghe chỉ tiếng tịch 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 cực bé. Đấy mọi người nghe nhé, rất là êm, máy êm luôn ạ. Vâng, chả có gì phải suy nghĩ luôn. Gầm bệ ra, ui con này dòng cao, gầm bệ thoáng này, khô dầu luôn, gầm bệ rất là khô. Gầm bệ khô luôn ạ. Vâng. Chỉ trừ cái chỗ kia là có nước, do là nước điều hòa thôi. Rất là ổn luôn. Vâng, và bây giờ thì ta nên đi vào trong đây, ngồi cho nó sướng. Con này thì ghế chỉnh cơ nhá, không như các cái dòng cao cấp của hãng Honda thì nó điều chỉnh điện. Còn đây là chỉnh cơ. Đây, đồng hồ hiển thị công tơ mét, số tự động này, mọi người nhìn này. Em bật điều hòa cho nó sung sướng ấy, chả tội gì. Đấy, bật điều hòa phát cái là các cái thông số đầy đủ luôn. Gió ra cho lên tí. Đấy. Đấy. Điều hòa bật luôn. Chả tội gì ngồi trong xe sướng như thế, không ngồi thì để làm gì. Vâng, phần da của chiếc xe thì khá là vẫn còn giữ. Vâng, và cái bọc da thì ngon. Chiếc xe thì có túi khí cho người lái này, túi khí cho người ngồi bên cạnh, thế là an toàn rồi. Vâng, hai túi khí. Điều chỉnh gương kính thì đây, đóng mở gương kính này. Đấy, gương đóng luôn. Đấy, mở ra đầy đủ. Nói chung là các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Điều chỉnh gương này. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn nhé quý vị nhá. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, và kiểm tra nước lôi ra. Đấy, ui trời, con này chắc em quên chưa đổ nước rồi. Gạt nước thì thoải mái, gạt thì không vấn đề gì. Còn đâu quên chưa đổ nước rồi. Được rồi,
Tí về phải đổ nước ngay. Thế còn đâu là đây là điều chỉnh đèn này. Con này thì có chế độ cruise control nhá quý vị nhá. Điều khiển tốc độ của chiếc xe cài đặt luôn ở trên phím vô lăng. Đấy. Thế khi mà đi đường trường mà rảnh rỗi chân ga thì mình cài đặt cái chế độ này, set cruise control này để mà đi cho nó tiện lợi. Cái phím vô phím âm lượng cũng như kênh ở cái đầu đĩa này để chuyển đổi. Đấy. Đấy mọi người nhìn này, em ấn cái là nó lên ngay. Đấy, chuyển đổi rồi, các cái chế độ mốt miếc các thứ đấy. Em ấn đây nhá. Ấn đây nó chuyển đổi luôn đây. Màn hình đầy đủ luôn. Kết hợp cả cam lùi. Đấy. Cho cái số lùi cái cho nó thử cái cho nó... Đấy mọi người nhìn nhá, cam lùi hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, màn hình này là màn hình nguyên bản của chiếc xe. Thế nên là đấy, xe nguyên bản, xe zin là nó phải thế. Đầu đĩa DVD. Đấy, một đĩa CD. Điều hòa auto điều chỉnh và đấy, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Quạt gió này rất là mát. Con này gió khá là mát luôn. Đấy. Em đang để điều hòa full luôn để cho nó mát nhanh. Lúc nãy mình mở ra rồi. Đấy, túi khí còn nguyên nhá quý vị nhá. Túi khí còn nguyên. Vâng, tay nắm vô lăng chắc chắn. Tay cần số thì cũng đã bạc theo thời gian rồi, nhưng mà nói chung là số má này thì rất dễ sử dụng. Có cái là cái này nó không giống số zích zắc, nên là để như thế này thì cũng khi mà mình không để ý thì hay bị lộn số. Đấy, nên là những ai mà đi thì mọi người thực hiện là khi mà gạt số xong thì mình nhìn vào cái màn hình này, nó sẽ nổi luôn là ở chế độ gì thì mình sẽ đi chế độ đấy. Đây, em đang phanh chân, phanh chân đây. Đấy, thì nó đang báo phanh chân. Đấy, cửa sổ trời này quý vị này, đèn đóm này, bật phát nổ ngay. Cửa sổ trời này, đó. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường nhá quý vị nhá. Đấy, cửa sổ trời lãng mạn luôn, cho trẻ con đứng lên đây chơi thoải mái. Đấy, ta đóng vào cái. Ui giời này nóng lắm. Một chiếc xe bản nhập đấy, tuyệt vời đấy. Vâng, đúng là không kiếm đâu được. Đấy, học để đồ này. Ui, rất tiện lợi đấy. Cái gương kính này, gương này. Đấy. Xong rồi đầy đủ luôn, chả thiếu cái gì cả. Vâng, một chiếc xe bản nhập. Đây, cái hộc để đồ này cũng rất là tiện lợi. Ở đây bình thường các xe khác thì là tay phanh, thế nhưng mà con này thì hộc để đồ. Cái này nó có một cái hay, cái là để đồ đây. Nếu mà không để đồ ta gạt cái nãy ở dưới này thì là tụt. Đấy, để được vô số thứ ở đây luôn. Đấy, rất là tiện lợi, bệ tì tay đầy đủ. Nói chung là da con này em không thích cái là nó không có lỗ thoáng, ngồi lâu thì nó chỉ mềm thôi, chứ nó không có độ giữ thoáng khí, thế nên là khi ngồi lâu nó sẽ bị nóng lưng. Còn đâu không gian này, mọi người nhìn này, không gian rộng rãi luôn, thoải mái luôn đó. Không gian rộng rãi thoải mái đấy. Một chiếc xe 2010 lăn bánh 2011 rất là tuyệt vời, không kiếm đâu được luôn đấy. Vâng, rất là mát rồi, ngồi trong xe thì bây giờ là cực kỳ là mát rồi. Đấy, một chiếc xe rất là tuyệt vời, chạy được mới có gần 20 vạn thôi. Vâng. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Uzi Auto cũng đã giới thiệu chi tiết về một chiếc CRV sản xuất năm 2010, lăn bánh năm 2011, sử dụng máy xăng 2.0 cực kỳ khỏe, số tự động. Vâng, một chiếc xe 5 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, đi lại cho gia đình thì thuận tiện. Số má thì rất là nhẹ nhàng, thêm máy chạy cực kỳ tốt. Điều hòa mát lạnh, nội ngoại thất tuyệt vời, sơn xi bóng lử. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này, hãy nhanh tay đến cửa hàng của Fuji Auto để được chiêm ngưỡng, cảm nhận cũng như là thử chiếc xe này để biết rằng là xe chất là như thế nào. Vâng, Fuji Auto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời nhất. Nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.